thưa quý vị một câu chuyện mà người phụ nữ trẻ đã chia sẻ lại ngày đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai đầy cay đắng và oái âm cho cô và câu chuyện như thế nào thì sau đây tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết mà người phụ nữ trẻ đã chia sẻ lại tình cảnh mà mình đã gặp phải trong nhà bạn trai như thế nào xin kính mời quý vị lắng nghe từng lời của vinh như từng mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của hà hà cười cay đắng cái tình yêu mà vinh dành cho hà nó cũng chỉ dừng lại ở mức một trăm cây vàng này thôi sao mối tình đầu tan vỡ để lại cho hà quá nhiều tổn thương và đau đớn hà đã yêu hết mình yêu không hối tiếc với tình đầu thơ mỏng ấy để rồi thứ hà nhận lại được chỉ là những câu nói đắng cay hành động phũ phàng càng bước tới những khung cảnh thân thuộc lại càng làm hà nhớ tới những kỷ niệm đau buồn khi xưa không chịu đựng nổi hà quyết định rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình rời xa gia đình thân yêu đến một nơi đất mới để lập nghiệp hà hy vọng rằng không gian mới với những con người mới sẽ không còn khiến hà gợi nhớ đến những kỷ niệm kia nữa bố mẹ hà cũng biết những đau đớn mà hà đang phải chịu đựng họ không nỡ giữ hà lại nên chỉ còn biết mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con gái của mình hà cũng khá có tài nên mau chóng xin được một công việc phù hợp ở thành phố mới. Không gian mới, những người bạn lại cả guồng quay của công việc đã giúp Hà quên đi được không ít những đau buồn. Tròn một năm trôi qua, nỗi đau kia nhường như đã biến mất, trả lại cho cuộc đời một Hà tươi vui, hóm hình, đáng yêu nhiệt tình, năng nổ. Và tình yêu lại một lần nữa mỉm cười với Hà. Vinh là một trong số những người bạn mới quen của Hà. Thật ra thì Vinh đã thầm thương, thầm mến Hà từ lâu lắm rồi. Ngay từ lần đầu Vinh gặp gỡ Hà, nhưng sợ vồ vập quá sẽ khiến Hà sợ hãi và đánh giá Vinh nên Vinh từ từ nhẹ nhàng tiếp cận Hà, quan tâm chăm sóc Hà. Cuối cùng thì tình yêu ấy cũng được đáp lại. Sự dịu dàng, hiền thục, e lệ, xinh đẹp, duyên dáng của Hà đã khiến cho không ít chàng trai phải ghen tị với Vinh. Vinh thật sự thấy mình may mắn khi yêu được một người con gái như Hà. Yêu nhau được chừng hơn một năm, thì vào một lần kỷ niệm tròn một năm ngày yêu ấy, Vinh đã ngỏ ý muốn có được Hà. Lúc này Hà mới bắt đầu thấy lo sợ. Sau tình yêu đầu, Hà đã không còn là con gái. Hà sợ Vinh sẽ, nhưng Vinh đã khiến Hà bật khóc anh yêu tâm hồn em Thứ anh cần là tình yêu của em Chứ đâu phải cái mảng tinh mỏng manh ấy đâu Và đêm hôm ấy Vinh và Hà đã có một đêm say đắm Lăn lóc sau đêm ấy Vinh ngỏ lời đưa Hà về ra mắt Hà mừng lắm và nghĩ rằng Mình đã thực sự tìm được bến đỗ của cuộc đời Hà đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng chú đáo Cho ngày trọng đại ấy Với tâm trạng háo hức vô cùng có ai ngờ đâu một tấn bi kịch khác còn nghiệt ngã và cay đắng hơn đang đón đợi hà sau một hồi hỏi han công việc gia đình mẹ vinh liền đứng dậy thẳng thừng giờ chúng ta đi luôn vào vấn đề chính nhé thằng vinh nó nói cháu bị mất trinh rồi đúng không mẹ vinh sỗ sàng hà tím mặt cứng họng môi lắp bắp chẳng thể kết lợi Thấy vậy mẹ Vinh liền cười nhạt Cháu đã gọi điện về thông báo với bố mẹ rồi chứ Bố mẹ cháu đã chuẩn bị đủ 100 cây vàng cưới Để đền bù cho con trai bác vì cháu mất tinh chưa vậy Tới đoạn này thì Hà thực sự sốc Hà không dám nghĩ tất cả những sự việc đang diễn ra là hiện thực Nó giống như một giấc mơ Mà không nói là một cơn ác mộng thì đúng hơn quay ra nhìn vinh bằng ánh mắt ngấn nước vinh thay vì an ủi hà bên vực hà thì vinh lại anh nói anh không quan trọng chuyện tin tiết chứ có nói là mẹ anh không quan trọng nó đâu em mẹ anh nói nếu em chịu bỏ ra 100 cây vàng để đền bù cho anh thì mới có đám cưới được em ạ à. em đồng ý nhé chúng mình sẽ lấy nhau đúng không nào từng lời của vinh như từng mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Hà. Hà cười cay đắng. Cái tình yêu mà Vinh dành cho Hà, nó cũng chỉ dừng ở mức 100 cái vàng này thôi sao? Đứng dậy cúi chào mẹ Vinh, nhìn Vinh cười nhạt, Hà bước đi mà không nói thêm bất cứ một câu nào. Tất cả đã chấm dứt rồi, trái tim đã đau đủ, có lẽ cần thêm một thời gian rất dài nữa để nghỉ ngơi và nó không hy vọng tình yêu sẽ gõ cửa với nó một lần nữa. Thưa quý vị, mong quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Sau cái lần nhìn thấy vợ để quên thứ đó trong phòng ngủ thì sợ mất mật, không dám. Tôi kết hôn đến nay đã được gần chục năm. Hai vợ chồng là mối tình đầu của nhau Chúng tôi đã có với nhau một trai Một gái xinh xắn Ngoan ngoãn và học hành rất giỏi Cuộc sống gia đình khá êm ấm Bạn bè thậm chí còn ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của tôi Nhưng rồi đến năm thứ 8 Tôi đâm ra hư tính Kể từ ngày chuyển sang nơi công tác cao hơn Mọi thứ ổn định hơn Cũng là lúc tôi được tiếp xúc với nhiều người đủ mọi thể loại từng lớp dĩ nhiên không thiếu các cô gái trẻ đẹp ban đầu lập trường của tôi vững vàng lắm em nào tán tỉnh tôi cũng vững chãi như kiểng ba chân vì tôi đã có gia đình hơn nữa tôi cũng rất yêu vợ nhưng rồi sau này Cuồng quay của cuộc sống đã khiến tôi thay đổi tôi đã bắt đầu đi ủ hương bên ngoài nói đúng hơn là ngoại tình Tính đến thời điểm hiện tại tôi đã qua lại với hai người phụ nữ ngoài vợ Và mối tình vụng trộm với họ để kéo dài gần nửa năm Sau khi chia tay cô đầu tiên một thời gian dài Sau tôi lại phải lòng một cô sinh viên khác Họ đều ngoan hiền, dịu và yêu tôi chân thành Có lẽ vì vậy mà tôi cũng đành dành rất nhiều tình cảm cho họ về nhà có những lúc tôi trốn vào phòng sách để chát chít nhắn tin cho người tình. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc cơn mưa tình yêu mà các em ấy mang lại. Còn vợ tôi, lâu rồi hình như tôi không để ý tới cô ấy. Tôi không cãi vã, chỉ nhu hòa với vợ. Nhưng chuyện chăn gối cũng thưa dần. Tôi nhận ra lâu rồi, mình không để ý vợ gầy hay béo, xinh hay là xấu. Dạo này thấy vợ ít tâm sự hơn Cô ấy đi về lặng lẽ như một cái bóng Tôi cũng bận nên không hỏi han nhiều Thỉnh thoảng cô ấy lại nhắn tin hỏi Anh còn yêu em không? Nhưng tôi hay lỡ đi Hoặc trả lời qua la cho qua chuyện Tôi thầm nghĩ Yêu nhau 5 năm Cưới nhau ngót nghét chục năm rồi Còn bày về hỏi mấy chuyện yêu đương suýt mứt làm gì Nhưng rồi hôm đó Khi có vượt về nhà lấy hồ sơ Để đi gặp khách hàng tôi đã vô tình nhìn thấy thứ vợ để trong ngăn kéo trang điểm ở phòng ngủ bình thường cô ấy vẫn cẩn thận khóa lại nhưng hôm nay vội nên trang điểm xong cô ấy chạy tới cơ quan luôn tôi tò mò mở ra xem thì suýt ngã quỵ xuống sàn đó là một cuốn sổ nhỏ giờ ra tôi giật mình khi thấy hình của mình và cô bộ đang tỉnh tứ đi ăn thậm chí bước ra từ nhà nghỉ vợ tôi đã biết hết chuyện rồi ư từ khi nào cô ấy cho người theo dõi tôi vậy tại sao dù đã biết hết nhưng vợ vẫn luôn im lặng và bình thản như thế tôi hoảng hốt khi thấy một vài bức ảnh của mình và người cũ năm ngoái mồ hôi tôi vã ra chưa bao giờ tôi sợ hãi như thế người ta nói phụ nữ nhảy cảm vốn không sai hôm đó tôi vừa lái xe đến chỗ hẹn vừa run rẩy tôi sợ khi phải đối diện với vợ tôi tối nay Tôi tự hỏi sao cô ấy chịu đựng giỏi thế Nếu là người khác Chắc họ đã làm ầm ý lên rồi Thậm chí đánh ghen cho bồ Bắn xác ấy chứ Lẽ nào vợ bị bệnh nát y Hay có sự tình gì Hôm đó tôi sợ vỡ mật Chả nuốt nổi thứ gì Tôi nhắn tin hỏi thăm cô ấy Thì thấy vợ trả lời bình thường Chỉ có điều không tình cảm như trước đây Có lẽ cô ấy đã bị tôi làm cho đau Làm cho bị tổn thương quá nhiều nên tâm hồn đã nguội lạnh Tôi chia tay cô bổ ngay ngày hôm đó Tôi chừa tật giả cái tội ngoại tình Tối đó thấy vợ tắm xong Rồi qua phòng ôm con đi ngủ Để tôi một mình trong phòng Bật điều hòa 20 độ mà tôi vẫn thấy nóng Có lẽ vì nỗi sợ khiến tôi trở nên bất loạn Tôi nên làm gì đây Thú nhận với vợ tất cả Hay im lặng lặng lẽ Làm người chồng ngoan để chuộc lỗi xin hãy cho tôi một lời khuyên vì thực sự bây giờ tôi rất bế tắc